Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với ô tô Sài Gòn. Và trước mắt các bạn đây là Toyota Hilux phiên bản là Revo RR. Một trong những cái chiếc xe được lấy cảm hứng từ đội Razor Racing để cho chúng ta có một biến thể như thế này. Nó hết sức là đẹp mắt khi mà được nhìn trực tiếp như thế này, với cái màu đỏ nó hết sức là thu hút. Và đặc biệt cái màu đỏ khi mà các bạn nhìn gần nó có chiều sâu rất là nhiều. Ở thị trường Việt Nam thì những chiếc xe Hilux như thế này đang vắng bóng một thời gian khá lâu, những chiếc xe bán tải. Thì ở thị trường Thái Lan là một trong những thủ phủ xe bán tải được nhiều người rất là ưa chuộng, và đặc biệt là những chiếc xe Hilux và Isuzu D-Max nữa. Và đi ra đường thì mình sẽ gặp rất là nhiều người Thái mà sử dụng những chiếc xe Hilux thế này. Và đây là một trong những chiếc xe ăn chơi đang được trưng bày tại thị trường Thái Lan. Tại sự kiện Mark Up Motor Show thì ở gian hàng Toyota cũng trưng bày rất là nhiều những dòng xe camping hay là những dòng xe bán tải khác được độ chế rất là nhiều. Nhưng mà riêng chiếc xe này thì nó nổi bật hơn, và mình muốn giới thiệu cho các bạn một video ngắn ngắn về chiếc xe này. Những cái thông tin về chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì chắc các bạn sẽ tham khảo với kích thước là 5320mm và 2020mm, cùng với chiều cao là 1880mm. Với cái chiều dài trục cơ sở, các bạn có thể nhìn thấy giữa trục trước và trục sau lên đến là 3085mm luôn. Và mình cũng muốn cho mọi người xem cái mức giá. Ở trên đây thường thường họ sẽ có mức giá để cho mọi người tham khảo. Đây, mức giá là 1.499.000 bạc. Thì nếu mà các bạn sẽ quy đổi ra tiền Việt thì đâu đó hơn 1 tỷ tí xíu, 1 tỷ không trăm mấy 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 á. Và rất là nổi bật khi mà chiếc xe được làm với cái tông màu màu đỏ, và phía trước thì chúng ta sẽ thấy được cái logo Toyota rất là to cùng với hệ thống radar ở ngay vị trí này. Những cái chi tiết logo RR cũng thể hiện khắp nơi. Phần đầu xe nè, các bạn thấy logo RR. Và bên hông xe cũng vậy. Bên hông xe thì chúng ta cũng sẽ có được những chi tiết đó. Ở phía sau nè, bên hông đây thì chúng ta sẽ có được cái chữ Hilux màu đen rất là đẹp. Mâm lớp và lớp thì sử dụng lớp AT luôn để đi vào những cái địa hình khó khăn. Rồi, chúng ta hãy đi một vòng trước để xem cái chiếc xe này nó đẹp như thế nào. Ở phía sau thì đèn, hệ thống đèn nó cũng tương tự, nó không có khác gì với những chiếc xe Hilux mà các bạn thường thấy trên thị trường. Nó cũng có những cái chi tiết này. Đó, rất là đẹp. Những chữ Toyota đều là màu đen hết nha mọi người. Màu đen bóng luôn. Và cản sao cũng vậy, cũng đen bóng và có tích hợp cảm biến. Các bạn thấy không, trong suốt những video mình làm tại sự kiện Bangkok Motor Show, những cái cản xe bumper trước, bumper sau, những năm nay thì họ dùng chất liệu đen bóng rất là nhiều. Và trên chiếc bán tải hay lớp này cũng vậy. Logo RR Sport, Trevo hay lớp. Đó, những cái chi tiết quá đẹp luôn. Bên ngoài là nhìn chiếc xe nó rất là thu hút luôn. Độ tí xíu về body, độ tí xíu về mâm lớp là nhìn chiếc xe nó sẽ nhìn nó ăn chơi rất là nhiều. Đây là hệ thống treo mà các bạn sẽ thấy là có sự khác biệt. Và theo như thông số thì hệ thống treo này nó có thể tùy chỉnh và tăng cái chiều rộng trục cơ sở, và đi kèm với các cái chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ đội đua Dakar. Và đây là một trong những cái phục nó màu đỏ, nó cũng mang lại cái hơi hướng của những cái đội đua như vậy. Thêm một cái thông tin nữa thì cái hệ thống treo này nó có thể là nâng lên chiếc xe được đâu đó khoảng 15mm so với những cái phiên bản Hilux tiêu chuẩn. Các bạn thấy không, phuộc, hệ thống phuộc bên trong. Và khi mà cái hệ thống phuộc nó được tăng lên như vậy, và điều này nó giúp cho cái khoảng sáng gầm nó cũng cao hơn, lên đến là 37mm, để được cái tổng thể có cái mức sáng gầm là lên đến là 217mm. Động cơ thì chiếc xe này sử dụng động cơ 2.8 lít với công suất là 224 mã lực với mô men xoắn lên đến là 550 Nm. Bây giờ thì mình mời mọi người đi vào bên trong để xem cái sự khác biệt khi mà mình ngồi ở ghế lái. Ở phần ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có được những cái chất liệu nhựa cứng nè. Ở đây có phần giả nhôm với những họa tiết như thế này. Khi mà nhìn nội thất thì nó sẽ tương tự khi mà mình trải nghiệm ở trên phiên bản Legender.
Và lưng ghế thì theo như mình quan sát nó sẽ hơi đứng một tí xíu so với những cái chiếc xe bán tải mà mình trải nghiệm cách đây không lâu. Và lưng ghế cũng sẽ mỏng hơn, các bạn thấy không, nó mỏng hơn. Dù đây là chất liệu gọi là da lộn nhưng mà mình thấy nó cũng chưa được gọi là cao cấp lắm. Sờ chạm thì nó cũng bình thường. Ở đây chúng ta sẽ có thêm những cái móc đồ lên đến tải trọng 4kg nè. Rồi ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái cửa gió như thế này với hai cái chỗ để lấy hai cổng taxi luôn. Vì chiếc xe nó được đậu ở trên cao như thế này thì để đảm bảo an toàn mình không có ngồi thử đâu. Phải mạnh tay tí xíu. Rồi chúng ta sẽ xem một tí xíu về cái khoang lái đi. Khoang lái thì các bạn sẽ thấy ở thành cửa thì chúng ta vẫn được trang trí giống như ở cửa phía sau thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được trang bị thêm những cái nút chỉnh hạ kính tự động, kể cả bốn hàng ghế luôn. Rồi phía dưới thì chúng ta vẫn được trang bị một bộ loa tiêu chuẩn. Ghế thì ghế chỉnh điện 6 hướng, seat belt màu đỏ. Phía trên đây chúng ta sẽ có logo được thêu chữ GR. Các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc, giống như trên chiếc Vios GR mà mình đã trải nghiệm cách đây khoảng chừng 3 năm, 2 năm. Cũng giống như cũng được thêu như thế này. Rồi bên đây chúng ta sẽ có được hộp số tự động cùng với hai chế độ lái là Eco và Power. Và ở phía trên đây chúng ta sẽ có thêm cái chỉnh máy lạnh. Rồi phía dưới đây chúng ta sẽ có hỗ trợ độ đèo xuống dốc. Ở đây thì chúng ta có vi sai cầu sau, chống trượt, sạc điện thoại không dây. Khóa vi sai cầu sau này cũng sẽ rất là lợi hại nha. Trên đây chúng ta sẽ có những chế độ địa hình đó là 2H và 4H này. Và chế độ là L4 để đi off-road. Chế độ này thì sẽ rất là thích hợp khi mà mình đi một chiếc xe nó off-road thì sẽ rất là tiện khi mà mình chuyển những cái chế độ gầy cọc. Thêm hai cổng sạc hai bên. Thêm cổng sạc. Đấy, cũng khá là tiện nghi, cũng khá là này nọ đấy. Rồi, có cruise control. Cruise control. Chúng ta sẽ có Luro RR ngay chữ vô lăng nè. Rồi chúng ta cũng có hệ thống an toàn giống như là cảnh báo trịch làn đường. Rồi cảnh báo tiền va chạm. Bên đây chúng ta sẽ có được hỗ trợ những tính năng media. Màn hình thì mình sẽ thấy nó hơi rời rạc. Mọi người nếu mà nhìn góc này, mọi người sẽ thấy nó có sự rời rạc lắm. Nó không có liền mạch so với tổng thể của cái cụm này. Giống như là một cái màn hình đã được độ chế chính hãng vậy, chứ không có gì gọi là đặc biệt. Phía trên đây cũng vậy. Và toàn thể cái khoang nội thất ở trong xe mình thấy nó rất là giống trên những chiếc xe Hilux mà mình được trải nghiệm và được bán tại thị trường Việt Nam. Phía dưới đây chúng ta sẽ có cảnh cảm biến nè. Rồi chúng ta cũng có chỉnh được cái này là ống xả view camera 360 Rồi đây là cảnh báo đêm mù. Hết rồi, đơn giản vậy thôi. Chúng ta sẽ có thêm những chỗ học làm mát ngay chỗ khóc để ly như thế này, để những ly nước đây. Rồi máy lạnh nó hà ra cái hơi lạnh, nó làm cho cái xe nó sẽ thuận tiện hơn khi mà để nước ở đây. Một vài vòng nhanh và tổng thể ở trong chiếc xe để cho mọi người có thể thấy được rằng là bên trong nội thất nó khác biệt thế nào cùng với tổng thể chiếc xe. Đóng cửa rất chắc chắn nè. Đó. Về thùng xe đi. Thùng xe thì các bạn thấy thùng xe rất là to. Tương tự. Rất to về chiều ngang. Và nếu như các bạn nhìn ở vị trí này cũng không có thấy được những cái chỗ sạc điện đi kèm giống như cho những chiếc bán tải khác. Không có bất kỳ một cái ổ đi kèm nào đâu. Và mình sẽ mở thử cái nắp combo này ra. Khá nặng và cũng có không có trợ lực luôn. Không có trợ lực nhưng mà vì chúng ta sẽ có một cái ti đỡ như thế này, chính vì vậy nên mình đỡ lên nó sẽ có cảm giác hơi nhẹ so với những cái chiếc bán tải Triton mà mình đã trải nghiệm. Rồi phía dưới đây chúng ta vẫn được trang bị những cảm biến nhưng mà mình đã
vừa đề cập. Và tổng thể chiếc xe thì nhìn rất là đẹp và rất là thu hút. Với cái gói độ của TR này thì chiếc Hilux nhìn nó sẽ mạnh mẽ hơn, nhìn nó cá tính hơn rất nhiều. Revo RR Sport rất là đẹp, đang trưng bày tại triển lãm Bangkok Motor Show ở tại gian hàng của Toyota.